Căng tối 30 tháng 7, Hồng Loan gặp kiếp nạn mới, bật khóc nức nở. Chị Ni lên tiếng, trong ngày hôm nay, sau khi bị anh hai từ mặt, Hồng Loan đã tươi tắn trở lại. Khi các YouTube trước nhà cô ghi hình, Hồng Loan đã nở nụ cười tươi. Như Vùng Bum đã từng nói, chị mớm tánh chị cũng vô tư lắm, buồn đó rồi cũng sẽ cười lại rất dễ. Nhờ cái tính đó mà chị mới vượt qua nỗi buồn trong suốt hơn một năm qua. Hồng Loan cứ nghĩ rằng, sau cơn mưa trời sẽ sáng. Nhưng thật không ngờ trong tối ngày hôm nay, một nick ảo nào đó đã đến sập Facebook thứ hai của Hồng Loan. Trên này mới lập gần đây, có lượt đăng ký theo dõi hơn 26.000 người. Cô viết, sao quậy hoài dậy trời, quậy hết các trang, làm ăn luôn. Và cô đã chia sẻ Facebook, đã đình chỉ trang cá nhân của cô. Chúng tôi đã đình chỉ trang của bạn. Theo những người am hiểu về IT thì cho rằng chính chị Xoài đã là một nick mang tên Võ Thị Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chỉ với trên 21.000 người đăng ký mà đã đánh bay Facebook thật của Hồng Loan. Muốn làm được điều đó thì người đánh Facebook của Hồng Loan bỏ ra cũng không ít tiền. Vậy mọi người cũng đã đoán ra hiện nay ai là người có tiền nhất trong drama này. Trong ngày hôm nay, phía bên anh hai và phía bên Ni đã xảy ra cuộc chiến hết sức nảy lửa. Nhất là nhân vật anh hai bất ngờ chia sẻ một video được cho là của anh chàng thám tử đã từng bên chị Ni và Hồng Loan, nhà số 5. Trong suốt thời gian qua, trên kênh của anh ta, anh hai còn viết, mẹ tôi cũng giúp, khi em tôi cần ấy vậy mà cũng bêm, mẹ tôi sai ư, thương mẹ. Anh ta chia sẻ video, phá tội, mượn tiền xin tiền, bêm mẹ anh hai, Nimaco chính thức đòi anh hai tiền PH. Nhưng sau đó nhìn thấy phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, anh hai đã xóa dòng tao tết này đi, và thay vào đó anh hai viết, nghe lời mẹ nuôi, nên không đôi co trên mạng nữa. Về phía chị Ni sau tao tết của anh hai, chị Ni cũng viết, đó đó, thà tự thú trước bình minh, ngay từ đầu cho dễ, để người ta đón già đón non, nhưng cách sạch sẽ hay là cặn bã đã rõ nhé. Thôi Ni đi chơi đây, đã tỏ tường tận rồi, còn gì nữa đâu mà đau với sau. Ý chị Ni nói, anh hai đã cấu kết với người ngoài đã từ lâu rồi, và bây giờ mới lòi cái đuôi ra, những thông tin về gia đình số 5 như thế nào, mà anh thám tử lên nói nghi hay vậy. Là do người ở trong nhà nói cho anh chàng này biết. Và đó là ai? Bây giờ người đó đã công khai luôn rồi. Trong ngày hôm nay, Linh Tý cũng lên cà kỳ hết sức sâu cay như vậy. Tất cả cũng vì chữ ganh, tội cho con bé suốt ngày bị chữ hành, thương bà chị suốt mùa, đi chữa lành. Quy cho cùng cũng vì chữ ganh và vì chữ danh. Linh Tý nói rất thấm, những gì xảy ra cho đến hôm nay cũng từ hai chữ ganh tị và thanh danh mà ra cả thôi. Nếu cứ ngay thẳng một đường mà đi, thì em út đâu có mất lòng tin với anh hai. Trong khi đó Ni cũng lên đáp trả. Về phía anh hai đòi tiền Hồng Loan 12 triệu chứ không phải 9 triệu rưỡi như Hồng Loan đã chuyển mới đây. Chị Ni viết, nếu tính 12 triệu cho các bàn thờ thì Hồng Loan chuyển trả tiền có gì đâu mà khó. Tại Hồng Loan tưởng 9 triệu rưỡi do một số người báo giá cho Hồng Loan, chứ 12 triệu thêm 2 triệu rưỡi nữa mà thậm chí bàn thờ 250 triệu cũng trả tất. Nhưng cho hỏi ngược các nhà, giờ đòi các bàn thờ rồi, cái tiền khai thác được hình ảnh của chú Năm thông qua công ty PH đó, nếu Hồng Loan đòi thì tính quy ra bao nhiêu các bàn thờ nhỉ? Hỏi thì hỏi vậy thôi, để ra đời học định nghĩa hai chữ liêm sĩ, chứ lỡ rồi ai mà đòi, chắc cho nhớ công ơn thôi. Câu chuyện mỹ phẩm hôm qua nói tôi ngậm máu phun người, tôi làm cho tới luôn đó nha, tưởng Trinh lên đính chính là dập tôi đó hả? Nói rồi giữ nguyên tin nhắn Zalo, gặp nhau đó chứ, muốn lấy lại danh dự thì tôi đây cho lấy. Tôi nói sai, tôi biến khỏi cộng đồng mạng và số hàng tôi đền bù tất. Ni cũng xin lỗi mọi người, tại sao hôm qua nay Ni phải lên bài vạch trần lòng tốt của anh hai, nếu không hạ uy tín Hồng Loan, nếu không ngụ ý muốn đẩy Hồng Loan đi xa, Ni sẽ im lặng mà để mọi chuyện pháp lý xong xuôi. Ni cũng chôn vùi đằng này đi sai đường, còn cấu kết người ngoài hãm hại em gái mình thì Ni không gì phải cả nể ai cả. Kể từ hôm nay tiếp hết. Nếu tính ra anh hai được lợi rất nhiều trong drama này. Tiền quay MV chung với Hồng Loan, đăng trên kênh của mình có MV với tựa đề 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm. Thời điểm ấy được khán giả yêu thương cậy view cho lên đến con số không tưởng 3 triệu lượt xem, và cũng rất nhiều video khác nữa. Ước tính số tiền không hề nhỏ, như Ni đã thống kê. Vậy ai được lợi hơn ai? Vì có lẽ sực nhớ ra tiền PH mình đang hưởng, nên mới đây anh hai đã quyết định im lặng. Nhưng anh hai thì im, nhưng đồng đội xung quanh vì bên vực anh hai nên họ không chịu đựng được
và cái kết tối nay của Hồng Loan bị mất trang Facebook thứ hai. Hồng Loan thì nức nở vì Facebook là phương tiện làm ăn của cô, nay mất đi còn đường nào để mưu kế sinh nhai. Thương em và thương ba nuôi dữ chưa anh hai? Và sau đây đáp trả lại tơ tết của anh hai gây chấn động nhất hai ngày qua. Anh mua bàn thờ cho ba, không phải mua cho riêng em. Câu nói của một người mà bấy lâu nay Hồng Loan vẫn xem là anh của mình, nói đầy đủ hàm ý. Hồng Loan là người còn sống, em ấy đâu cần bàn thờ đâu anh. Bàn thờ chỉ dành cho người đã mất. Nhưng nếu bàn thờ đó người đã mất biết được cớ sự như ngày hôm nay, có lẽ họ cũng không cần. Chưa từng nói Hồng Loan là con ruột của cha anh. Câu nói nhẹ nhàng mà như mũi dao sắc bén đâm thấu tận xương tủy. Điều anh nói không hẳn là sai hoàn toàn, và có phần đúng. Đúng là cùng là con nuôi, nhưng Hồng Loan được vào hộ khẩu, được ở ngôi nhà số 5, được cho mình đứng trên sân khấu tuyên bố. Còn anh có không? Ai đã từng xem cải lương, ai đã từng tiếp cận quan hệ trong giới nghệ sĩ, chắc hẳn cũng biết được một phần nào về con người của anh. Nhất là tán canh tị của anh đối với cha nuôi của mình. Từ khi cha anh mất, anh được tiền, anh được tiếng. Anh bây giờ mở miệng ra một tiếng cũng cha, hai tiếng cũng cha. Tiếng thì anh vào nghề cũng được lâu, cũng có chút thành tựu, gọi là có chút danh tiếng đó. Nhưng tiếng mà tôi muốn nói là tiếng thơm. Tiếng thơm ké khi anh dẫn Hồng Loan lên mộ. Cho tôi hỏi anh một câu được không? Những năm tháng cha anh bệnh, anh có tới lui thăm nom không? Anh có bao giờ quan tâm chăm sóc như những đứa con nuôi khác của cha anh nhận nuôi không? Ai cũng nghĩ anh can đảm dẫn Hồng Loan lên mộ, lột trần sự thật, nhưng ít ai hiểu anh. Chỉ vì muốn lợi dụng Hồng Loan để giao oan cho chính bản thân mình. Những người biết chuyện của anh, nhưng vì thương người đã khuất, thương Hồng Loan, thương những người trong căn nhà số 5 đó, mới cho ngoài tai, tự giả điếc giả mù cho qua hết đó. Anh nghĩ những chuyện anh làm không ai nhìn thấy, không ai biết hết sau. Đến giây phút cuối cùng thì tôi cũng nói thẳng anh cũng lợi dụng trắng trợn của nghệ sĩ, là người cha nuôi trong nghề dạy anh mà thôi. Cha nuôi trong nghề so sánh bằng cha nuôi từ bé. Hồng Loan được cưng như trứng, có bảo mẫu giữ, được cho đi học, nhất là được vào sổ hộ khẩu. Đến giây phút cuối cùng anh muốn bung lụa, muốn vạch mặt ư? Anh đang bức xúc trong người bởi lòng ganh tị ư? Còn về Hồng Loan, tôi là người đã cùng em khóc, cùng em cười, cùng em vui. Ở đây tôi chỉ nói những suy nghĩ trong lòng tôi mà thôi. Chúng tôi đã ủng hộ lên án cái sai, cái đạo đức của con người khi họ muốn tranh tài sản của người thừa kế thứ nhất. Nhưng không hẳn những gì Hồng Loan nói, tôi ghi nhận tất cả. Chúng tôi đã hơn một năm vì yêu thương mà đến, vì câu nói lấy danh dự cho ba của em nói. Chúng tôi yêu thương cố nghệ sĩ mà đến, chứ không phải vì Hồng Loan mà đến. Một phần vì sai trái của mẹ con bà Sáu, người thừa kế thứ hai lại muốn tranh với người thừa kế thứ nhất. Chúng tôi biết em không được khôn khéo cách cư xử. Chúng tôi cũng biết em không hiền không khờ, nhưng so với bên kia em không đáng để nói. Em không mưu mô, mưu đồ như họ. Chúng tôi chọn cách ủng hộ em vì thấy cái sai trái ở phía bên kia. Hơn một năm qua, rất nhiều lần em làm chúng tôi có chút buồn lòng do cách cư xử không khéo, nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ bỏ qua vì phần đó không đáng kể. Chúng tôi mong em hãy trưởng thành hơn. Tôi mong Hồng Loan hãy tự đứng lên, dù cuộc đời có phù dập đến cỡ nào. Chuyện mới đây nhất có liên quan đến người em từng bên vực, một tiếng Anh, hai tiếng Anh. Chuyện đấu đá ở mạng xã hội tôi không có ý kiến, cũng không muốn nói đến. Nhân chuyện các bàn thờ, tôi thấy em nên suy nghĩ lại. Người vừa mất bị trợ lý đòi một lần khi chưa được 100 ngày, giờ mới hơn một năm, cũng là vụ bàn thờ. Bàn thờ là nơi trang nghiêm, là nơi hương vị của nghệ sĩ, là nhà, là một nơi trú ngụ của cố nghệ sĩ. Bàn thờ là nơi không nên chạm đến, hoàn toàn không tốt và không ổn.